Đúng là, nếu như mượn dùng Bắc Minh Thiên Đế lực lượng, hắn có rất lớn cơ hội, tiêu diệt Yến Quy Sào. Ở lúc bình thường, Diệp Thần tự nhiên sẽ không quá mức lệ thuộc vào luân hồi đại năng lực lượng, nhưng lúc này, nhất định phải dựa vào. Nếu không, dựa hết vào chính hắn thực lực, căn bản không có thể tiêu diệt cấp bậc này thần đạo cảnh cao thủ. Lập tức, Diệp Thần liền hướng Quang Minh Pháp Vương nói, tiền bối, thôi, ta nếm thí ra tay là được. Bất quá muốn đối kháng hắn, thật không như vậy dễ dàng, thậm chí có thể bỏ ra giá cực lớn. Quang Minh Pháp Vương nghe được Diệp Thần chịu ra tay, nhất thời đại hỉ, nói, được, rất tốt. Luân hồi chi chủ, người như chịu ra tay, vậy Yến Quy Sào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng một chút, hắn lại có chút ngưng trọng nói, bất quá, người nếu như trực tiếp lướt đi Tử Hồn Điện, ở trên địa bàn hắn tác chiến, không khỏi bất lợi. Ta biết có một địa phương, kêu Quần Ngọc Tiểu Tiên Trì, là Tử Hồn Điện bảo khố, là bọn họ siêu tầm thiên tài địa bảo địa phương, nhưng cũng không tại Tử Hồn Điện Sơn Môn trong phạm vi, không chịu địa mạch che chở. Ngươi chỉ cần tập kích bọn họ bảo khố, là có thể ép Yến Quy Sào ra tay, đến lúc đó, các ngươi ở Quần Ngọc Tiểu Tiên chỉ quyết chiến, ngươi cũng sẽ không bị Tử Hồn Điện địa mạch hạn chế. Diệp Thần nói, Quần Ngọc Tiểu Tiên chỉ. Quang Minh Pháp Vương nói, đúng vậy, cái này Quần Ngọc Tiểu Tiên chỉ, nguyên gia thập đại hồ tiên bên trong Quần Ngọc Tiên chỉ, mặc dù không có Quần Ngọc Tiên chỉ như thế mạnh mẽ, nhưng ở thế giới hiện thật và phương thiên địa này, có diệu dụng. Trong truyền thuyết Quần Ngọc Tiên Trì, có thiên địa gian nhất lưu hiệu quả chữa thương, hơn nữa có thể đối kháng năm tháng mài mòn, có thể dùng để gửi một ít đặc thù thiên tài địa bảo, binh khí pháp bảo vân. Vân, tránh gặp năm tháng ăn mòn. Cho nên, Tử Hồn Điện liền đem nhà mình bảo khố, thi công ở Quần Ngọc Tiểu Tiên Trì phía trên, mà chống đỡ kháng năm tháng mài mòn. Năm đó ta Quang Minh Thần Điện Lão Tổ, mang Quang Thần Thiên Tôn lúc ban đầu tín đồ, còn có Quang Minh Chi Tâm, đi tới Tử Hồn Giới. Liền cùng Tử Hồn Điện đạt thành giao dịch, hao phí vô số tài nguyên, cùng bọn họ mua một khối địa bàn. Những cái kia giao dịch ra ngoài tài nguyên, đều bị gửi ở Quần Ngọc bảo khố bên trong. Vốn là ta Quang Minh Thần Điện cùng Tử Hồn Điện, là cùng mục sống chung, hai bên nước giếng không phạm nước sông, ta Quang Minh Thần Điện Quang Minh Chi Tâm, thậm chí là bọn họ vậy cung cấp trắng đêm ánh sáng, để cho bọn họ khỏi bị hắc ám rớt xuống thống khổ. Nhưng chưa từng nghĩ. Yến Quy Sào vong ân phụ nghĩa, hết lần này tới lần khác phải đến ta Quang Minh Thần Điện bên trong bắt người tế sống, nếu không phải ta năm tháng mài mòn quá nghiêm trọng, ta đã sớm lấy mệnh vận chi luân đại lộ oai, đem hắn chấn giết, đáng tiếc, đáng hận đáng hận. Nói xong lời cuối cùng, Quang Minh Pháp Vương sau lưng mệnh vận chi luân, ca sát sát chuyển động lực, toát ra mênh mông thần uy, làm người ta rung động. Chỉ bất quá, hắn già nua gương mặt. Vậy theo mệnh vận chi luân chuyển động, đổi được hơn nữa già nua cùng trắng bệch. Trên người hắn năm tháng mài mòn dấu vết, chân thực quá nghiêm trọng, coi như hắn vận mệnh tu vi thành tựu siêu tuyệt, tự thân vậy rất khó sẽ ra tay chiến đấu. Hiện tại hắn duy nhất trông cậy vào, chính là Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể đem Yến Quy Sào giết, để cho Quang Minh Thần Điện các con dân, không cần lại gặp bị lùng giết khổ sở. Diệp Thần nói, tiền bối mời yên tâm. Ta ngày hôm nay liền để cho vậy Yến Quy Sào, hóa thành bụi bặm. Hắn giọng mang to lớn tự tin, có Bắc Minh Thiên Đế trợ lực nói, Diệp Thần tự nhiên là có lòng tin, đem Yến Quy Sào giết chết. Quang Minh Pháp Vương vui sướng liền liền, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, có ngươi ra tay, ta an tâm. Bất quá ngươi muốn chú ý, cổ thần kia khí toái tâm linh, cũng ở đây Quần Ngọc Bảo Khố bên trong, ngươi nếu như đến gần Quần Ngọc Bảo Khố. Rất có thể sẽ phải chịu toái tâm linh mãnh liệt cảm cho đòi, trong lòng sản sinh ra nghiệt chướng, liền như ta vậy, sẽ sản sinh ra thần phục hồn thiên đế, muốn là hắn liều chết ý niệm. Ừ, người đạo tâm cường nhận, muốn đến có thể chống cự toái tâm linh cảm cho đòi, nhưng vậy xin nhất định phải chú ý. Diệp Thần nói, ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Quang Minh Pháp Vương ha ha cười một tiếng, nói, nếu như ngươi thực lực đầy đủ, có lẽ dứt khoát cướp đi toái tâm linh. Mình luyện hóa chấp trưởng chính là, cái này toái tâm linh nhưng mà cổ thần khí, hơn nữa còn là hồn thiên đế tự tay chế tạo đồ, đối thuần phục đuôi thú có hiệu quả, có thể đối ngươi hữu dụng. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói thuần phục đuôi thú. Quang Minh Pháp Vương nói, đúng vậy, thuần phục đuôi thú hữu hiệu nhất pháp bảo, thật ra thì không phải cửu thiên phục long ấn, mà là cái này toái tâm linh. Chỉ cần cầm cái này toái tâm linh, treo ở đuôi thú trên cổ, lại hung hãn đuôi thú.
vậy sẽ ngoan ngoãn cúi đầu thần phục. Năm đó ta thiếu chút nữa bắt được toái tâm linh, thuần phục tam vĩ. Diệp thần nhớ tới phong gian mộng, trong lòng kinh nghi không chừng, hỏi tiền bối gặp qua tam vĩ. Quang Minh Pháp Vương nói, đúng vậy, năm đó ta phụng Thiên Khải Chí Tôn mệnh lệnh, xuất ngoại tìm đuôi thú, thật ra thì ta tìm được, chính là tam vĩ. Năm đó, tam vĩ đã hóa thân hình người, là một cái rất thanh tú cô gái, tự xưng kêu phong gian mộng, ta muốn đem nàng bắt trở về, chiến đấu bùng nổ. Không thể không nói, đuôi thú lực lượng, quả nhiên là thông thiên triệt địa. Năm đó ta coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng không cách nào đem nàng trấn áp, cuối cùng đang kịch liệt trong chiến đấu, chúng ta đánh nát không gian, bất ngờ đánh rơi đến cái này phiến tử hồn giới, cũng vừa vặn đánh rơi đến quần ngọc tiên chỉ bên trong. Diệp thần trong lòng bừng tỉnh, lúc đầu năm đó Quang Minh Pháp Vương đi ra tìm đuôi thú thời điểm, cuối cùng là tìm được, hơn nữa chính là tam vĩ, hai bên còn từng bùng nổ chiến đấu, song song đánh mất tử hồn giới. Đối tử hồn giới mà nói, hai bọn họ người, đều là xứ lạ người. Quang Minh Pháp Vương tiếp tục nói, lúc ấy ta và tam vĩ, đều bị trọng thương, nhưng tam vĩ cũng là lợi hại, triệu hoán tinh không bờ bên kia lực lượng, thi triển nhân quả luật, nói muốn thu phục quần ngọc tiên trì, sau đó vậy quần ngọc tiên trì, liền bị nàng thu đi, chỉ để lại một giọt nước, hóa thành hôm nay quần ngọc tiểu tiên trì. Diệp thần gật đầu một cái, lúc đầu tam vĩ quần ngọc tiên trì, là ở tử hồn giới thu phục. Lúc ban đầu quần ngọc tiên trì, cũng là hoàn chỉnh tồn tại, bất quá hôm nay cũng chỉ còn lại có một giọt nước, chủ thể đã bị tam vĩ lấy đi. Quang Minh Pháp Vương nói, tam vĩ đạt được quần ngọc tiên trì, thương thế lập tức liền khôi phục, mắt xem là có thể giết chết ta. Nhưng lúc này, ta nghe được chuông thanh âm, là toái tâm linh thanh âm. Tam vĩ lấy đi quần ngọc tiên trì, quần ngọc trong bảo khố thiên tài địa bảo, tán lạc đầy đất, trong đó có toái tâm linh tồn tại. Ta vừa nhìn thấy toái tâm linh, liền cảm nhận liền phương pháp phá cuộc, biết chỉ cần lắc sáng chói cái này chuông, là có thể để cho tam vĩ rơi vào vô cùng thống khổ tình cảnh. Ta lấy được rồi toái tâm linh, lay động mấy cái, tam vĩ nghe được thanh âm, tại chỗ liền nội thương hộc máu. Hồn thiên đế ý chí, đối những thứ này hắc ám tồn tại không rõ đuôi thú, có to lớn khắc chế hiệu quả, muốn đến năm đó đả đế cổ thần, chế tạo đuôi thú thời điểm, hẳn là xen lẫn một ít hồn khí. Từ góc độ nào đó mà nói, đuôi thú có thể ra đời, hồn thiên đế công không thể không. Ta muốn đem vậy toái tâm linh, treo lên tam vĩ trên cổ đi, như vậy thì có thể đem nàng thu phục. Đáng tiếc, toái tâm linh bản thân liền mang theo không rõ sát khí, không phải ta có thể chấp chưởng, ta không thể làm gì khác hơn là buông tay. Đây là, tử hồn điện rất nhiều cường giả, cũng đã nghe tin chạy tới, ta và tam vĩ bị thương dưới, đã không cách nào đối kháng. Mắt xem liền phải bị giết. Thật may cuối cùng, là Quang Minh lão tổ hạ xuống, đem chúng ta cứu đi. Diệp thần nghe được có chút khẩn trương, không nghĩ tới Quang Minh Pháp Vương năm đó, và tam vĩ tới giữa, có một đoạn như vậy kinh tâm động phách chuyện cũ, hắn không nhịn được hỏi, vậy sau đó thì sao? Quang Minh Pháp Vương ánh mắt mê ly, rơi vào cổ xưa nhớ lại bên trong, dùng mộng nghệ bàn giọng lẩm bẩm nói, sau đó mà. Điều này thật sự là quá rất xưa. Không quá ta ấn tượng rất khắc sâu. Sau đó, lão tổ nói muốn thu hai chúng ta người làm đồ đệ, ta lúc này đã chán ghét ngoại giới tranh đấu, liền đáp ứng, từ đây quy thuận Quang Minh thần điện, thờ phượng Quang thần thiên tôn cùng Nguyên thiên đế. Nhưng, tam vĩ không chịu, dẫu có chết cũng không nguyện ý quy thuận. Lão tổ niệm nàng tu thành hình người, là thật không dễ, cuối cùng vậy không làm khó nàng, liền đem nàng thả, thậm chí cho nàng một phần truyền tống quyển trục. Để cho nàng tùy thời có thể truyền tống trở về. Ở đưa đi tam vĩ trước, lão tổ tặng một chữ cho nàng. Diệp thần nói, chữ gì? Quang Minh Pháp Vương suy nghĩ sâu xa chốc lát, vậy tang thương tròng mắt rơi vào Diệp thần trên mình, nói, là một cái chưa tình. Lão tổ nói, đuôi thú ra đời, đại biểu giữa trời đất kinh khủng nhất lực lượng tà ác, là lớn không rõ tượng trưng, tam vĩ tuy thu thành hình người, nhưng đuôi thú huyết mạch lực lượng tà ác. Tương lai cũng có thể đem nàng lần nữa chiếm đoạt, nàng có thể lần nữa biến thành quái vật. Muốn chống cự chiếm đoạt, cần phải có một viên cường đại đạo tâm, cần phải có tình tồn tại. Người có tình cảm, trong lòng liền có hải đăng, sẽ không dễ dàng bị hắc ám chiếm đoạt. Tam vĩ cảm thấy có đạo lý, liền cảm ơn lão tổ rời đi, ha ha, nàng cũng không phải bất chấp lý lẽ, vậy coi là nàng có chút lương tâm. Không biết đến ngày hôm nay. Nàng giải khai cái đó chứ tình không có.
Diệp Thần nghe Quang Minh Pháp Vương mà nói, nội tâm đại chấn. Tam Vĩ Phong Gian Mộng cũng đã nói, nàng có một chữ không giải được, cho nên nàng mang đi Trang Hiểu Nhan, Trang Hiểu Nguyệt hai tỷ muội, lại đầu dựa vào thiên nữ, muốn giải khai chữ kia bí ẩn. Lúc đầu chữ kia, chính là một cái chưa tình. Tam Vĩ lại cảnh cáo Diệp Thần, không muốn dính bất kỳ cổ thần khí nhân quả, hiển nhiên là sợ toái tâm linh, sợ Diệp Thần mang ra khỏi toái tâm linh, sẽ đem nàng thuần phục, nàng nhưng không nghĩ quy thuận người bất kỳ. Đầu dựa vào thiên nữ, cũng chỉ là tìm kiếm giải thích nghi hoặc thôi, ngộ biến tùng quyền. Tiền bối, Quang Minh lão tổ còn sống không? Diệp Thần lại hỏi, đối vị kia lão tổ, cũng là thản nhiên say mê, không biết là cường đại cỡ nào tồn tại. Quang Minh Pháp Vương than thở một tiếng, nói, lão tổ chịu đựng 5 tháng mài mòn, đã tọa hóa. Thật ra thì lão tổ không phải người khác, hắn chính là Quang Thần Thiên Tôn ý chí hóa thân, ngang hàng là Quang Thần Thiên Tôn đây, có thông thiên triệt địa uy năng. Nếu như không phải là như vậy, ta cũng không sẽ bái ông ta làm thầy, hắn đang ngồi hóa sau đó, ta liền tiếp trưởng Quang Minh Thần Điện, ta có trách nhiệm bảo vệ Quang Minh con dân. Quang Minh Pháp Vương bực nào nhân vật, chính là ngày xưa mệnh vận chi luân, tử thần giáo đoàn vị thứ 4 hộ pháp, hắn chịu cam tâm quy thuận bái sư, đó là biết lão tổ thân phận, chính là Quang Thần Thiên Tôn ý chí hóa thân, có tư cách làm hắn sư phụ. Diệp Thần rõ ràng sự việc tất cả ngọn nguồn, biết hết thảy sai lầm, đều ở đây tử hồn điện bản thân. Là tử hồn điện điện chủ Yến Quy Sào, tín ngưỡng quá mức vặn vẹo cùng điên cuồng, đem toái tâm linh vang, người nghe toái tâm những lời này, phụng là chân lý, chỉ cần nghe được chuông thanh âm, bất kể là ai, hắn đều phải bắt tế sống. Quang Minh Thần Điện các con dân, sâu sắc khổ sở. Diệp Thần trong lòng khá là đồng tình, hiện tại hắn chỉ cần giết chết Yến Quy Sào, là được giải cứu Quang Minh Thần Điện các con dân, hơn nữa còn có thể mượn được Quang Minh chi tâm, thật sự là chuyện không thể tốt hơn nữa. Tiền bối, người ở chỗ này chờ ta tin tức tốt, ta lập tức lên đường đi quần ngọc bảo khố. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì hắn và Quang Minh Pháp Vương, ở chỗ này bàn sách lược, khẳng định sẽ kích động thiên cơ, rất nhanh sẽ bị tử hồn điện cảm giác được. Cho nên, hắn động tác nhất định phải mau, muốn đuổi ở tử hồn điện kịp phản ứng trước hết giết đi quần ngọc bảo khố. Quang Minh Pháp Vương nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, Quang Thần Thiên Tôn sẽ bảo hộ ngươi, Nguyên Thiên Đế vậy sẽ bảo hộ ngươi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, liền lập tức rời đi Quang Minh Thần Điện, phong tỏa quần ngọc bảo khố tọa độ, ngự gió chạy như bay. Thu Tinh Thần gặp Diệp Thần trước khi đi vội vã, rất kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, muốn còn muốn hỏi, nhưng Diệp Thần đã ngay tức thì đã đi xa. Mượn dùng trước đại hoang trộm thiên thuật, Diệp Thần ăn cắp không gian, xúc địa thành thốn, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là không tới một nén hương thời gian, liền bước ngang qua trăm ngàn dặm, đi tới quần ngọc bảo khố. Chỉ gặp cụm núi liên miên, mờ mịt đại sơn vây quanh, một khối bình nguyên tọa lạc trong đó, vậy trên bình nguyên, có một cái hồ nước to lớn, tiên khí lượn lờ, mây mù hòa hợp, thấm ra khoáng đạt mênh mông linh khí. Đó chính là quần ngọc tiểu tiên chỉ sao. Diệp Thần người trên không trung, ánh mắt hơi chăm chú, cái đó hồ nước to lớn, lộ vẻ lại chính là quần ngọc tiểu tiên chỉ không sai. Chân chính quần ngọc tiên chỉ, đã bị Tam Vĩ lấy đi. Ở lại chỗ này tiểu tiên ao, thật ra thì chỉ là một giọt nước biến thành. Chỉ là một giọt nước mà thôi, tản ra năng lượng khí tức, bàng bạc, mênh mông, làm Diệp Thần đều cảm thấy khiếp sợ. Chân chính hoàn chỉnh quần ngọc tiên trì, năng lượng có bao nhiêu bàng bạc, thật là không có thể tưởng tượng. Ở không không lúc nào không thập đại hồ tiên bên trong, quần ngọc tiên trì là năng lượng dư thừa nhất một cái. Những thứ khác hồ tiên, bởi vì 5 tháng mài mòn, năng lượng khí tức là không ngừng mất đi, đến ngày hôm nay, đã không thể cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh. Nhưng, quần ngọc tiên trì, nhưng sẽ không bị 5 tháng ăn mòn, bởi vì cái này hồ tiên, bản thân là có thể đối kháng 5 tháng mài mòn, cũng có rất tốt hiệu quả chữa thương. Cho nên, quần ngọc tiên trì một mực duy trì đỉnh cấp thời điểm linh khí, năng lượng bàng bạc, là cái khác hồ tiên không có thể sánh được, coi như chỉ là một giọt nước, tản ra hơi thở, vậy đủ để cho người rung động. Ở quần ngọc tiểu tiên chỉ phía trên, xây dựng một tòa tòa cổ xưa cung điện kiến trúc, có thiên tài địa bảo, binh khí pháp bảo linh quang, từ kiến trúc bên trong tản mát ra. Những thứ này cung điện kiến trúc, dĩ nhiên chính là tử hồn điện bảo khố, là gửi tài nguyên bảo vật địa phương.
Đinh đang, đinh đang. Diệp Thần người trên không trung, lại nghe được một hồi quen thuộc tiếng chuông, đó chính là toái tâm linh thanh âm. Chuông này tiếng, nghe rõ, liền là tới từ phía dưới quần ngọc bảo khố. Trong truyền thuyết toái tâm linh, quả nhiên ngay tại trong bảo khố mặt. Diệp Thần lại nghe được toái tâm linh thanh âm, lần này, thanh âm vô cùng rõ ràng, mang theo một cổ mãnh liệt ma lực, để cho hắn vừa nghe được, liền cảm thấy nghẹt thở, trước mắt xuất hiện ảo giác, thấy được hồn thiên đế bóng người. Nhìn hồn thiên đế bóng người, Diệp Thần liền muốn quỳ xuống, màng bái thần phục, thậm chí, hắn thật giống như nghe được hồn thiên đế triệu hoán, vậy tiếng gọi nói. Cung phụng ngươi tánh mạng, ta rất nhiều linh hồn ngươi thăng thiên, ta mang ngươi đi tinh không bờ bên kia. Thanh âm này mơ hồ, như mộng như ảo, nhưng lại vô cùng chân thiết, Diệp Thần theo bản năng rút ra luân hồi thiên kiếm, liền muốn tự vận bị chết. Nhưng làm lạnh như băng kiếm phong, thiếp đến trên cổ, Diệp Thần nhưng ngay tức thì tỉnh hồn lại. Không tốt, là nghiệt chướng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, biết mình đã gặp nghiệt chướng. Toái tâm linh thanh âm, quả thực quá gần, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tiếng chuông, Diệp Thần trong lòng quả nhiên như quang minh pháp phương mà nói. Sản sinh ra nghiệt chướng, toát ra muốn thần phục hồn thiên đế, làm liều chết ý niệm. Diệp Thần cắn chót lưỡi, vận chuyển hồng mông đại tinh không, để cho mình giữ thanh tỉnh, rồi sau đó vận chuyển võ tổ đạo tâm, một tiếng nổ, quanh thân có từng cái võ đạo quy luật vần quanh, chống cự hồn thiên đế ý chí đánh vào. Vậy thua thiệt được hắn võ tổ đạo tâm mạnh mẽ, cuối cùng là chống cự ở hồn thiên đế ý chí tập kích. Người nào? Nhưng mà, Diệp Thần bộc phát ra võ đạo quy luật. Nhưng kinh động phía dưới quần ngọc bảo khố những người bảo vệ. Quần ngọc bảo khố, là tử hồn điện tàng bảo nơi quan trọng, có vô số thủ hộ giả trấn thủ. Những thứ này thủ hộ giả, tu vi mạnh mẽ, ước chừng có mấy trăm người, phát hiện Diệp Thần tồn tại, nhất thời người người khiếp sợ. Bởi vì, Diệp Thần chỉ có một cái người, hơn nữa chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 9 tu vi, như thế chút thực lực, lại dám xông vào quần ngọc bảo khố, đó không phải là muốn chết sao? Giết hắn. Những thứ này thủ hộ giả, liền báo động vậy lười được phát ra, lập tức thì có mười mấy người phóng lên cao, rút ra đao hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần chút nào không hoảng hốt, huy động thiên kiếm, kiếm quang vừa chuyển, liền đem vậy mười mấy liều chết xung phong thủ hộ giả, toàn bộ chém rớt. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh Thiên Đế vậy đang chăm chú nhìn ngoại giới thay đổi, nói, mộ chủ, người giết tất cả, sau đó thu lấy cái này quần ngọc tiểu tiên trì. Có thể giúp ngươi chữa thương. Quần ngọc tiên chỉ có thể đối kháng 5 tháng mài mòn, cũng có cường đại hiệu quả chữa thương. Hôm nay Diệp Thần thương thế nguyên khí, còn không hoàn toàn khôi phục. Nhưng nếu như, hắn có thể thu lấy quần ngọc tiên chỉ mà nói, mượn quần ngọc tiên chỉ linh khí, đủ để ngay tức thì khôi phục. Được. Diệp Thần trong mắt toát ra sát ý nồng nặc, lập tức cũng không nói nhảm, mở ra tự do rực, thiên lôi thần mạch mở. Trong thoáng chốc, Diệp Thần quanh thân tập tục nổ, thiên lôi cuồn cuộn, trong tay thiên kiếm ngự lôi, lôi mang nổ tung, hướng phía dưới những người bảo vệ, bạo giết đi. Cái gì? Lực lượng thật là cường đại, ngươi là ai? Thiên huyền cảnh tầng thứ 9, tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng? Toàn trường thủ hộ giả, đều là khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Thần như vậy hung hãn. Mắt xem Diệp Thần bạo giết xuống, bọn họ vội vàng kết trận chống cự. Nhưng Diệp Thần quanh thân phong lôi nổ, hạng hung bạo, người như gió lốc lớn, kiếm như sấm bạo giết xuống, chung quanh thủ hộ giả coi như kết trận, cũng là không đỡ được, rối rít hộc máu chết bất đắc kỳ tử. Còn sót lại thủ hộ giả, hoàn toàn sợ hãi, có người vội vàng phát ra phù chiếu, đưa tin hồi tử hồn điện, có người đến lúc này, mới đi mở quần ngọc bảo khố lớn sát trận. Vù vù, sát trận mở, có một từng đạo trận pháp cường đại khí lưu, hướng Diệp Thần tập sát tới đây. Những trận pháp này khí lưu, coi như là nửa bước thần đạo cảnh cường giả, cũng không dám khinh thường. Nhưng, Diệp Thần không sợ chút nào. Quyết tử ma nhãn, cho ta trấn áp. Diệp Thần một tiếng nổ, ma khí nổ, con mắt trái hóa thành quyết tử ma nhãn, bộc phát ra cường đại khí tử vong, chỉ là một ánh mắt, liền để cho những cái kia trận pháp khí lưu, toàn bộ vẫn diệt, hu hu vang dội, hóa thành hư không. Cái gì, quyết tử ma nhãn. Những cái kia còn sót lại thủ hộ giả, hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể vậy có thể mở quyết tử ma nhãn. Bọn họ còn không nghĩ rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì,
Diệp Thần một cái ánh mắt nhìn tới, bọn họ liền toàn bộ thân thể bạo diệt, tại chỗ chết đi. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản quyết tử ma nhãn uy nghiêm. Chỉ là ngay lập tức, Diệp Thần liền đem quần ngọc bảo khố canh phòng, còn có tất cả bảo vệ sát trận, toàn bộ nghiền nổ. Thật ra thì quần ngọc bảo khố phòng ngự, đã là đủ cường đại, coi như Quang Minh Pháp Vương tự mình hạ xuống, cũng không khả năng tùy tiện công phá. Nhưng, Diệp Thần quyết tử ma nhãn, uy lực chân thực quá biến thái, thần thông biến hóa cũng quá mức kỳ diệu. Quần ngọc bảo khố rất nhiều đại trận, hắn một cái ánh mắt, liền có thể toàn bộ nghiền diệt, tự thân hoàn toàn không bị thương tổn, thủ đoạn này so chân thần còn lợi hại hơn. Canh phòng toàn bộ chết đi, vậy quần ngọc trong bảo khố thiên tài địa bảo tài nguyên, tự nhiên toàn bộ là Diệp Thần. Những thứ này thiên tài địa bảo, cũng mang theo cấm chế, lại còn bao phủ một tầng nhân quả luật vòng bảo vệ. Đây là tử hồn điện sau cùng phòng vệ. Coi như kẻ địch công phá quần ngọc tiên trì, cũng không cách nào lấy đi nơi này thiên tài địa bảo, bởi vì có nguyên nhân quả luật bảo vệ, cưỡng ép thu lấy mà nói, những thứ này thiên tài địa bảo sẽ trực tiếp bể mất, hóa thành cướp xám, sẽ không cho kẻ địch bất kỳ chỗ tốt. Nhưng, những cấm chế này và nhân quả luật vòng bảo vệ, tự nhiên không làm khó được Diệp Thần. Hắn quyết tử ma nhãn tầm mắt quét ngang qua, hết thảy cấm chế, hết thảy nhân quả luật vòng bảo vệ, toàn bộ ngay tức thì vẫn diệt, mất đi hiệu quả. Quyết tử ma nhãn mạnh mẽ, liền cường đại đến tình cảnh này, có thể để cho hết thảy tồn tại, đều tan thành mây khói. Ở phá vỡ cấm chế sau đó, Diệp Thần đem đại lượng thiên tài địa bảo, thu vào luân hồi mộ địa và hoàng tuyền đồ bên trong, những tư nguyên này có thể cầm tới đào tạo tín đồ, cũng có thể lớn mạnh Thanh Liên phân thân. Rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong, Diệp Thần dĩ nhiên là phát hiện toái tâm linh tồn tại. Đó là một cái cổ xưa chuông, phơi bày đồng thau màu sắc, bày đặt ở trong bảo khố lòng một tấm trên bàn thờ mặt, chuông trên có khắc có thần bí hoa văn, những hoa văn này đường vân, và quyết tử ma nhãn đường vân có chút tương tự, tựa như vậy mang theo chết lực lượng. Diệp Thần nhìn cái này toái tâm linh thời điểm, trong lòng được to lớn rung động, nhìn thẳng toái tâm linh, giống như nhìn thẳng hồn thiên đế, nếu như không phải là hắn võ tổ đạo tâm mạnh mẽ, hắn tinh thần đã hỏng mất. Cái này toái tâm linh, an an ổn ổn bày đặt ở trên bàn thờ mặt, cũng không có bất kỳ đung đưa, nhưng Diệp Thần nhưng quỷ dị, nghe được từng cơn chuông thanh âm, như mộng như ảo, hình như là nghe được hồn thiên đế triệu hoán, muốn bị chết thăng thiên. Cái này toái tâm linh, hơi thở thật là quỷ dị, mạnh mẽ, không thể ngửa mặt trông lên, không hổ là hồn thiên đế tạo ra hồn khí. Diệp Thần trong lòng dâng lên vô cùng dục vọng, muốn lấy đi toái tâm linh, theo cho mình dùng. Nhưng, hắn nhớ tới Tam Vĩ Phong Gian Mộng nói. Hắn đã đáp ứng Tam Vĩ, tuyệt không dính nhuộm cổ thần khí. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm tình, áp chế dưới mình dục vọng. Hắn nếu đã đáp ứng Tam Vĩ, vậy dĩ nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, nếu không, ruồng bỏ chữ tín, sẽ có tâm ma ra đời, cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần liền đem thu hồi ánh mắt lại, cái này quần ngọc trong bảo khố đồ, hắn toàn bộ lấy đi, duy chỉ có cái này toái tâm linh, từ đầu đến cuối không có đụng chạm. Hắn lựa chọn tuân thủ lời hứa. Ta đoạt đi tử hồn điện nhiều đồ như vậy, thiên cơ kích động, Yến Quy Xào nhất định là phát hiện. Ở hắn chạy tới trước, ta trước hết khôi phục thương thế. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, sải bước. Đi tới phòng kho bên ngoài, nhìn trước mắt hòa hợp hơi nước, quần ngọc tiểu tiên chỉ ngay tại trước mặt hắn. Bắc Minh thôn thiên pháp, cho ta cắn nuốt. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển ra Bắc Minh thôn thiên pháp. Quanh thân nổ lên côn bằng thương sóng khí tượng, lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ xoáy đen thật lớn, bắt đầu điên cuồng hấp thu quần ngọc tiểu tiên trì linh khí. Toàn bộ quần ngọc tiểu tiên trì, từng luồng linh khí, điên cuồng hội tụ đến Diệp Thần lòng bàn tay bên trong, cũng dưới vào hắn trong thân thể. Theo Diệp Thần điên cuồng hấp thu, nguyên bản năng lượng đậm đà quần ngọc tiểu tiên trì, nhanh chóng đổi được trong suốt, tất cả năng lượng nguyên thế chấp đều bị hút đi, phải đổi thành một cái thông thường hồ nước nhỏ. Cái này quần ngọc tiểu tiên chỉ năng lượng linh khí, đã toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể. Cái này thật ra thì chỉ là, chân chính quần ngọc tiên chỉ một giọt nước. Nhưng một giọt này nước tinh hoa, vậy đủ rồi rào đậm đà. Diệp Thần điên cuồng hấp thu luyện hóa, thương thế và nguyên khí nhanh chóng khôi phục. Mà vào lúc này, tử hồn điện bên này, vậy mơ hồ cảm giác được thay đổi. Tử hồn điện chỗ sâu, một tòa khoáng đạt bóng tối trong đại điện. Một cái ông già,
đang ngồi ngay ngắn ở đại điện trên ghế, hắn cả người hắc ám quy luật lượn lờ, thần linh ánh sáng tách thả ra không ngừng, hiện ra cường đại tu vi hơi thở, lại đến thần đạo cảnh tầng thứ nhất hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp, khoảng cách tầng thứ hai rất gần. Ở thế giới hiện thật, thần đạo cảnh tầng thứ nhất, có thể nói là thông thiên triệt địa tồn tại, có thể nói vô địch. Cái này ông già, chính là Tử Hồn Điện điện chủ, Hồn Thiên Đế trung thành tín đồ, Yến Quy Sào. Ở Yến Quy Sào phía dưới, Yến Vũ Thần xuôi tay đứng, bên cạnh mấy cái Tử Hồn Điện trưởng lão, cũng đang xì xào bàn tán. Phụ thân, chính là như vậy, Quang Minh Thần Điện ra một người cao thủ, vừa chấp trưởng Cẩm Lý Thiên Phù, quyết tử ma nhãn tu vi thành tựu, vậy chỉ ít đạt tới cấp thứ 5, không biết từ nơi nào nhô ra, hài nhi thiếu chút nữa thì bị hắn giết chết. Yến Vũ Thần thanh âm mang sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi, nói, ở nhắc tới Diệp Thần thời điểm, hắn vẫn là mang từng cơn nghĩ mà sợ. Cấp 5 quyết tử ma nhãn, cái này không thể nào. Thế gian không thể nào có cái loại này tồn tại. Yến Quy Sào ánh mắt chớp động, biểu thị hoài nghi. Chính hắn vậy tu luyện quyết tử ma nhãn, cũng không biết nhiều ít cái kỷ nguyên, mới luyện đến cấp thứ 3 tình cảnh. Hắn biết rõ quyết tử ma nhãn khó khăn. Muốn tu luyện đến cấp thứ 5, lại nói dễ vậy sao? Coi như là ở không không lúc nào không bên trong, Hồn Thiên Đế rất nhiều tín đồ cùng hậu nhân bên trong, có thể đem quyết tử ma nhãn, tu luyện tới cấp thứ 5, cũng là nhất lưu tồn tại. Đang nghi ngờ tới giữa, Yến Quy Sào bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt thay đổi. Cái này cổ thay đổi, đến từ quần ngọc bảo khố. Không tốt, có người xông vào quần ngọc bảo khố. Yến Quy Sào bỗng nhiên đứng dậy. Mắt đồng bên trong bắn ra tức giận vẻ, trong thoáng chốc liền cảm giác được, Diệp Thần xông vào quần ngọc bảo khố, đoạt đi tất cả mọi thứ, liền quần ngọc tiểu tiên chỉ linh khí, cũng bị Diệp Thần ép khô. Cái gì? Yến Vũ Thần thất kinh, quần ngọc bảo khố nhưng mà Tử Hồn Điện nơi quan trọng, có vô số cường giả trấn thủ, ai dám xông vào, đó không phải là muốn chết sao? Mà nghe được Yến Quy Sào lời nói sau đó, Yến Vũ Thần cũng là bắt được thiên cơ, cảm giác được Diệp Thần hơi thở. Phụ thân, là cái thằng nhóc đó. Đáng chết, hắn đoạt hết quần ngọc trong bảo khố đồ. Yến Vũ Thần rung động thật sâu, quần ngọc trong bảo khố thiên tài địa bảo, toàn bộ mang theo cấm chế cùng nhân quả luật vòng bảo vệ, không có Tử Hồn Điện đặc thù pháp quyết nói, liền thần minh đều không cách nào giải khai. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần nhưng lợi dụng quyết tử ma nhãn, để cho tất cả cấm chế cùng vòng bảo vệ, toàn bộ chết đi, dễ dàng, liền cầm đi tất cả bảo vật. Toái tâm linh. Thánh khí toái tâm linh, Vũ Thần, mau dẫn người đi bảo khố, ngàn vạn đừng để cho vậy tiểu tử, cướp đi toái tâm linh. Yến Quy Sào hoảng sợ, vậy bảo vật bị cướp đi, vậy không đủ là mắc, chỉ cần hắn hướng Hồn Thiên Đế khấn cầu, lấy được ban phúc, nhiều ít bảo vật đều có. Thế nhưng toái tâm linh, nhưng là tuyên thời xưa truyền xuống cổ thần khí, là Hồn Thiên Đế tự tay chế tạo hồn khí, không cho sơ thất. Phụ Thân. Yến Vũ Thần biết rõ tình hình nghiêm trọng, lập tức mang mấy trưởng lão, vội vã đi ra đại điện. Hắn ý chí truyền ra, Tử Hồn Điện liền vang lên phòng bị tiếng chuông, rất nhiều cường giả điều động, liền chấn thủ thần thú hắc hồn cự thú, cũng là từ ảo tưởng đất nước bên trong bước ra. Cái này hắc hồn cự thú, cả người đen thui như mực, hình như sư tử cuồng, là Hồn Thiên Đế nhất tộc thú bảo vệ một trong, cho dù năm tháng mài mòn, lại có thực tế hạn chế thêm thân. Như cũ duy trì thần đạo cảnh tầng thứ nhất thực lực cường đại. Lập tức, Yến Vũ Thần liền cưỡi hắc hồn cự thú, mang rất nhiều Tử Hồn Điện tinh nhuệ võ giả, vội vàng giết hướng quần ngọc bảo khố, chỉ sợ Diệp Thần mang đi toái tâm linh. Còn như Yến Quy Sào, thì không có hành động thiếu suy nghĩ, như cũ trấn giữ ở Tử Hồn Điện bên trong. Hắn sợ mình rời đi Tử Hồn Điện, bên trong phòng không hư, chúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân, vậy cũng thật to không ổn. Lúc này, quần ngọc bảo khố bên trong. Diệp Thần thương thế cùng nguyên khí, khắp mọi mặt trạng thái, cũng hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp, trước đó chưa từng có tinh thần. Không thể không nói, quần ngọc tiên trì năng lượng, chân thực quá dồi dào, hoàn toàn không chịu năm tháng hư hại ảnh hưởng, coi như là một giọt nước, mang cho Diệp Thần chỗ tốt, vậy là đặc biệt to lớn. Diệp Thần quanh thân quanh quẩn từng tầng một luân hồi kim quang, hắn tùy thời đều có thể hướng vô lượng cảnh phát động công kích. Lúc này, Diệp Thần lại nghe được một hồi to lớn ông minh tiếng, chỉ gặp vậy toái tâm linh, kịch liệt chấn động đứng lên, lại mơ hồ cùng hắn đồng tình. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thật giống như nghe được Hồn Thiên Đế tiếng cười,
tiếng cười kia mang chút thưởng thức mùi vị. Luân hồi chi chủ, ngươi là ta người cứu độ, cái này toái tâm linh, ta liền ban cho ngươi. Một đạo như có như không, giống như ảo giác, lại thích xem mộng ma vậy thê lương thanh âm, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai, để cho hắn cả người rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Rồi sau đó, vậy toái tâm linh liền bay, giọt lựu lựu xoay tròn, kim quang tách thả ra, phóng đến Diệp Thần bên người, vây quanh hắn chuyển động lực. Cái này toái tâm linh, Tử Hồn Điện coi là chí bảo, có từng tầng một cấm chế phong tỏa, những cấm chế kia, Diệp Thần tuyệt đối không có kích động qua, cũng không từng thử nghiệm phá giải. Nhưng hiện tại, cái này toái tâm linh, đã đột phá tất cả cấm chế phong tỏa, bay đến Diệp Thần bên người, vây quanh hắn xoay tròn. Đi ra! Diệp Thần cảm thấy không ổn, khua kiếm tích hướng toái tâm linh. Chanh đích một tiếng, toái tâm linh bị hắn một kiếm đánh bay. Nhưng hạ một sát, vậy chuông vang động một tí, lại phóng trở về. Diệp Thần khua kiếm lại tích, nhưng cái này toái tâm linh như có linh tính, bỏ mặc hắn như thế nào kháng cự, toái tâm linh cũng đi theo ở hắn bên người. Toái tâm linh, thằng nhóc, người dám chấm mút ta Tử Hồn Điện thần khí. Ngay tại lúc này, một đạo sợ hãi chấn nộ tiếng hô, từ bầu trời phương xa nổ vang. Chỉ gặp Yến Vũ Thần, sách cưỡi hắc hồn cự thú, mang rất nhiều Tử Hồn Điện tinh nhuệ, khí thế hung hăng từng giết tới. Hắn xa xa liền thấy, Diệp Thần đã thu phục liền toái tâm linh, vậy toái tâm linh giống như là ôn thuận nhất sủng vật, ngoan ngoãn đi theo ở Diệp Thần bên người. Yến Vũ Thần đạo lòng rối loạn, tất cả Tử Hồn Điện tinh nhuệ, cũng là một phiến kinh hoàng. Cái này toái tâm linh là Tử Hồn Điện thần khí, nhưng vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có ai chân chính chấp trưởng qua, liền mưu toan đụng chạm người, cũng sẽ dính không rõ, gặp thiên phạt. Tại tất cả Tử Hồn Điện võ giả trong mắt, đó là hồn thiên đế đồ, không có ai có tư cách đụng chạm. Nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng đã nắm trong tay toái tâm linh. Leng keng, leng keng, leng keng. Từng trận thanh thúy dễ nghe tiếng chuông, từ toái tâm linh phát ra. Diệp Thần thấy Yến Vũ Thần các người hạ xuống, thu liễm lại tạp niệm trong lòng, trong đầu nghĩ bất kể như thế nào, trước giải quyết hết địch nhân trước mắt nói sau. Hắn cười một tiếng, nhìn mọi người nói. Các ngươi Tử Hồn Điện nói qua, toái tâm linh vang, người nghe toái tâm, các ngươi cũng nghe được toái tâm linh thanh âm chứ. Vậy còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hiện tại Diệp Thần có thể điều khiển toái tâm linh, muốn để cho ai nghe được thanh âm, liền có thể để cho ai nghe được. Yến Vũ Thần và toàn trường Tử Hồn Điện võ giả, ở trong một cái chớp mắt này, liền rõ ràng, nghe được toái tâm linh dễ nghe thanh âm. Ở Yến Vũ Thần trên khuôn mặt, thậm chí xuất hiện một cổ vui thích, kích động, vui sướng thần sắc. Hắn rốt cuộc nghe được toái tâm linh thanh âm, theo bản năng lấy là, đây là hồn thiên đế cảm cho đòi, là hắn thiên đại quang vinh. Nhưng hạ một sát, hắn thấy Diệp Thần khuôn mặt, liền ngay tức thì thanh tỉnh. Đáng chết tiểu tử! Người dám ô nhục thần khí, ta muốn người chết. Yến Vũ Thần tức giận, cưỡi hắc hồn cự thú, liền phá không hướng Diệp Thần gào thét nhào tới, trong tay hắc ám ma khí hội tụ, hóa thành một cán súng trường, thọt hướng Diệp Thần ngực. Trảm thiên cửu kiếm. Diệp Thần thong thả, tùy thời múa kiếm đánh ra, đang đích một tiếng, dễ dàng liền chặn lại Yến Vũ Thần tiến công. Lúc này hắn có toái tâm linh hộ thân, giống như lấy được hồn thiên đế gia trì, trong giơ tay nhấc chân. Lực lượng nổ, giống như có thể chém chết ngân hà, khí thế cuồng bạo hết sức. Yến Vũ Thần bị đẩy lui một khoảng cách, cảm nhận được Diệp Thần kiếm pháp bên trong luân hồi hơi thở, rốt cuộc tỉnh ngộ, sợ hãi kêu lên. Ngươi chính là luân hồi chi chủ. Hắn rung động thật sâu, thật ra thì hắn hẳn đã sớm đoán được, có thể lấy thiên huyền cảnh tầng thứ 9 thân, nghịch phạt thần linh, trừ trong truyền thuyết luân hồi chi chủ bên ngoài, còn có thể là ai? Đáp đối. Ha ha, kêu người phụ thân lăn tới đây, người không phải ta địch thủ. Diệp Thần cầm kiếm đứng, đạm mạc nhìn Yến Vũ Thần. Hắn chân chính muốn giết người, là Yến Quy Sào. Yến Vũ Thần chấn động chỉ, nhưng đương thời giây phút, nơi nào chịu lùi bước. Kết trận, giết hắn. Yến Vũ Thần vung tay lên, mang thủ hạ Tử Hồn Điện tinh nhuệ, kết thành trận thế, liều chết xung phong ra. Rất nhiều tinh nhuệ cường giả, khí cơ nối thành một phiến. Uy lực nổ, ở trong nháy mắt trợ lực Yến Vũ Thần, tu vi từ bán thần tăng vọt đến chân thần. Hơn nữa vậy hắc hồn cự thú, thì tương đương với có hai cái thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả, hướng Diệp Thần đánh tới.
Diệp Thần lại không có cảm thấy một chút áp lực, ở nơi này phiến tử hồn giới, hắn chấp trưởng toái tâm linh, giống như chính là hồn thiên đế hóa thân, là vô địch tồn tại. Người bất kỳ, ở hắn trong mắt, đều là con kiến hôi. Hắn thậm chí không cần mượn dùng Bắc Minh Thiên Đế lực lượng, liền có thể nghiền ép hết thảy. Cũng chết đi, các ngươi tánh mạng, máu tươi, linh hồn, sẽ trở thành là cung phụng hồn thiên đế tế phẩm. Diệp Thần không giải thích được, phát ra một đoạn ngâm sướng. Đoạn này ngâm sướng, hình như là tự nhiên làm theo, xuất từ chủ tâm, hắn rất lưu loát liền ngâm tụng đi ra. Làm đoạn này ngâm sướng phát ra, Diệp Thần thúc giục nửa động toái tâm linh liền toát ra vạn trượng kim quang, rực cháy hà nở rộ, thần ma hoa lững lờ, khí tượng muôn vàn, một cổ dễ nghe tiếng chuông, như trời lại tiên nhạc vậy khuếch tán ra. Phốc, phốc, phốc. Yến Vũ Thần, Hắc Hồn Cự Thú, còn có tất cả liều chết xung phong tử hồn điện các võ giả, bọn họ động tác, nhất thời cứng lên. Bọn họ trong thân thể, phát ra một cổ nặng nề tiếng nổ âm. Đó là bọn họ tim, ở trong nháy mắt nổ tung. Toái tâm linh vang, người nghe toái tâm. Cái này toái tâm linh, phía trên. Điều có khắc cổ xưa đường vân, thật ra thì và quyết tử ma nhãn đường vân, có rất nhiều nhiều chỗ tương tự, cũng là mang theo mãnh liệt khí tức tử vong, sau lưng đại biểu hồn thiên đế ý chí. Làm toái tâm linh chân chính thần uy bùng nổ, bất kỳ nghe được tiếng chuông âm người, tim cũng sẽ ngay tức thì tan vỡ, liên quan linh hồn, tinh thần, tánh mạng. Hết thảy thời gian tuyến, tất cả tồn tại dấu vết, đều phải nổ tung tử vong. Cứ như vậy trong nháy mắt, Yến Vũ Thần các người, toàn bộ toái tâm mà chết. Bọn họ thi thể, rơi xuống đất, rồi sau đó bị một cổ không biết từ nơi nào nhô ra hắc khí cuốn lấy, thi thể thẻ xem kỹ vang dội, cuối cùng nổ tung thành cho bụi, theo gió tản đi. Diệp Thần thấy một màn này, khó hiểu có chút sợ hãi cảm giác, lại có chút ngẩn người. Đây chính là toái tâm linh lực lượng sao? Toái tâm linh tiếng vang, thần minh đều phải chết. Ta mới vừa nói những gì? Ta ở là hồn thiên đế cầu nguyện sao? Diệp Thần hồi tưởng lại mình mới vừa ngâm sướng, lại là ra đầu tê dại. Hắn biết đạo tâm của mình, ở trong sâu thẳm, đã bị hồn thiên đế ý chí ảnh hưởng. Không tốt, mộ chủ, hồn thiên đế ý chí, đã bắt đầu ăn mòn ngươi đạo tâm. Bắc Minh thiên đế cảm thấy không ổn. Cảnh cáo nói. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện đạo tâm của mình, không biết bắt đầu từ lúc nào, lại có thể lượn lờ một món đạm đạm ma khí. Hẳn là hồn thiên đế, ban thưởng toái tâm linh thời điểm, ý chí vậy nhân cơ hội ăn mòn tới đây. Cái này cổ ăn mòn, như phụ cốt thư, đặc biệt khó dây dưa, lấy Diệp Thần trước mắt thủ đoạn, cũng không cách nào hóa giải. Bắc Minh thiên đế nói, người mau giết Yến Quy Sào. Trở về nữa quang minh thần điện, lấy đi quang minh chi tâm, dựa vào quang minh chi tâm uy lực, cũng có thể hóa giải hồn thiên đế ăn mòn. Bắc Minh thiên đế từng là thiên đế cấp 9, nhãn giới rộng hào phóng, rất nhanh liền cảm nhận phương pháp phá cuộc. Hồn thiên đế tuy mạnh lớn, nhưng dẫu sao đã nhiều năm như vậy, năm tháng mài mòn, hắn lại sớm bị nguyên thiên đế tiêu diệt, cho dù có cái gì ý chí lưu lại, cũng sẽ không có quá nghịch thiên uy lực, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể đối phó. Nếu như Diệp Thần có thể mượn được quang minh chi tâm mà nói, đủ để giải quyết hồn thiên đế uy hiếp. Bất quá muốn mượn đến quang minh chi tâm, trước hết đánh chết Yến Quy Sào nói sau. Diệp Thần lợi dụng toái tâm linh lực lượng, đánh chết Yến Vũ Thần, Hắc Hồn Cự Thú, còn có rất nhiều tử hồn điện tinh nhuệ, đã kích động thiên cơ, hình ảnh truyền tới Yến Quy Sào trong mắt. Yến Quy Sào có vẻ rung động, lại ngơ ngác xuất thần, không dám tin tưởng, hoảng sợ quỳ xuống. Ngưỡng mong bầu trời phương xa, lẩm bẩm nói. Hồn thiên đế đại nhân, người đã chọn xong truyền thừa người. Người muốn để luân hồi chi chủ, truyền thừa người đạo thống. Ta tử hồn điện, vì ngươi cung phụng cầu nguyện hàng tỷ đời, ngươi cứ như vậy từ bỏ chúng ta sao? Trong sâu thẳm, Yến Quy Sào cảm thấy hồn thiên đế ý chí. Hồn thiên đế tựa hồ muốn chọn Diệp Thần là truyền nhân, liền toái tâm linh cũng ban cho đi xuống. Một cổ bị vứt bỏ, bị quên ủy khuất cùng lòng chua xót, từ Yến Quy Sào trong lòng nổ lên, hắn trong mắt có ngọn lửa tức giận nhảy lên, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt cực độ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Không, hồn thiên đế đại nhân, người nhất định là bị luân hồi chi chủ mê hoặc. Vậy tiểu tử, còn chưa xứng làm ngươi truyền nhân. Luân hồi cửu thế đều là chết, đời này hắn,
vậy không tư cách quật khởi. Vậy tiểu tử dám mê muội ngươi, đáng chết, ta muốn giết hắn. Lập tức, Yến Quy Sào liền dẫn trên Tử Hồn Điện tất cả trưởng lão, hộ pháp, đằng đằng sát khí lao tới quần ngọc bảo khố, chỉ muốn tiêu diệt Diệp Thần, cũng không đoái hoài được bên trong phòng trống không. Lúc này, Diệp Thần ở quần ngọc bảo khố bên trong, cũng biết bắt được Yến Quy Sào sát ý. Ta mượn dùng toái tâm linh mà nói, cũng có thể cùng vậy Yến Quy Sào đối kháng. Diệp Thần nhìn vây quanh ở mình quanh thân toái tâm linh, viên này chuông vậy mang theo mãnh liệt tử vong sát khí, tốt vô cùng dùng, so quyết tử ma nhãn vẫn hữu dụng. Dẫu sao mở quyết tử ma nhãn, sẽ cho ánh mắt mang đến to lớn gánh vác, rất dễ dàng tổn thương tự thân. Nhưng dùng toái tâm linh giết người nói, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mộ chủ, cái này toái tâm linh, người tốt nhất vẫn là không nên dùng bừa bãi, nếu không hồn thiên đế ý chí, có thể sẽ tiến một bước ăn mòn ngươi đạo tâm. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh thiên đế nhưng là đưa ra cảnh cáo, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Hồn thiên đế ban thưởng toái tâm linh, dĩ nhiên là bất an hảo tâm, Bắc Minh thiên đế liền liền cong ngón tay suy tính, lại nói. Ta phỏng đoán, vậy hồn thiên đế, có thể là muốn đem ngươi làm đồ đựng, để cho bản thân có chuyển thế sống lại cơ hội, dẫu sao hắn bị nguyên thiên đế áp chế, quá khó khăn sống lại, chỉ có tá thi hoàn hồn. Tá thi hoàn hồn. Diệp Thần ra mặt run lên, nếu là thật như vậy, vậy mình liền nguy hiểm. Dẫu sao bị hồn thiên đế để mắt tới, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bắc Minh thiên đế lắc lắc đầu nói, hồn thiên đế kế hoạch, rốt cuộc là cái gì, ta cũng suy tính không biết, chỉ là suy đoán. Tóm lại, người cẩn thận là hơn. Hồn thiên đế đồ, không nên dùng bừa bãi, tránh dính nhân quả. Diệp Thần nói, vậy quyết tử ma nhãn. Bắc Minh thiên đế nói, vậy cũng không sợ, con mắt này, dẫu sao ngươi đã hoàn toàn luyện hóa, là thuộc về ngươi đồ, đã dung nhập vào luân hồi huyết mạch bên trong, hồn thiên đế mạnh hơn nữa, vậy mạnh không qua ngươi luân hồi huyết mạch. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là rõ ràng tới đây. Xem toái tâm linh loại pháp bảo này, hắn không thích hợp lại dùng, nếu không nhân quả dính, rất có thể gặp phải hồn thiên đế ăn mòn. Nhưng quyết tử ma nhãn mà nói, cũng không cần lo lắng, đó đã là Diệp Thần ánh mắt. Cái này để cho Diệp Thần an tâm rất nhiều nhiều, cái này quyết tử ma nhãn, hắn là càng dùng càng thuận tay, càng dùng càng cảm thấy lợi hại. Một cái ánh mắt, liền có thể tiêu diệt hết thảy, đơn giản là vô địch. Bắc Minh thiên đế nói, như vậy. Mộ chủ, hiện tại liền do ta mượn lực cho ngươi, ha ha, ta cũng muốn xem, mạt pháp ăn mòn, năm tháng mài mòn, hôm nay ta, còn dư lại nhiều ít lực lượng. Tiếng nói rơi xuống. Bắc Minh thiên đế chính là không giữ lại chút nào, đem tự thân linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần quanh thân tập tục nổ, ở sau lưng triển khai một đôi màu vàng kim côn bằng cánh, toàn bộ quần ngọc bảo khố mặt đất, có Bắc Minh nước, thương sóng biển dâng trào, nước biển sóng lớn bên trong có viễn cổ dị thú sôi trào, bảo hiếu tiếng kinh thiên, đặc biệt nguy nga. Hiện tại Bắc Minh thiên đế, không giữ lại chút nào. Toàn bộ lực lượng cũng mượn dùng cho Diệp Thần, Bắc Minh thời không mênh mông cảnh tượng, tựa như vào thời khắc này hiển hóa liền đi ra. Mà lúc này, Yến Quy Sào và rất nhiều Tử Hồn Điện các cường giả, cũng là gào thét giết tới. Yến Quy Sào xa xa liền thấy, Diệp Thần quanh thân thương sóng ngất trời, côn bằng bào hiếu đại khí tượng, hắn cả người đều đần đột, mắt đồng kịch liệt co rúc lại, thân thể run rẩy. Cái này, thần đạo cảnh khí tượng. Điều này sao có thể? Thằng nhóc này giấu giếm thực lực, hắn là thần minh. Yến Quy Sào chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn chỉ lấy là Diệp Thần là thiên huyền cảnh tầng thứ 9 tồn tại, còn nghĩ lấy tuyệt đối cảnh giới chênh lệch, trấn áp Diệp Thần. Nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể vậy bạo phát ra thần đạo cảnh khí thế. Tiền bối, ngươi lực lượng, quá mạnh mẽ. Diệp Thần khen ngợi không dứt, đạt được Bắc Minh thiên đế hết sức chống đỡ sau đó. Hắn chỉ cảm thấy cả người linh khí ngất trời, thật giống như một cái ánh mắt, liền có thể nghiền diệt chư thiên, cả người đều có một cổ khí thế quân lâm thiên hạ. Thần đạo cảnh quy luật, ở Diệp Thần quanh thân lưu chuyển, từng tia bí mật vĩ đại nhân quả luật chập chờn, cũng ở đây hắn quanh thân chìm chìm nổi nổi, thật giống như chỉ cần hắn vừa mở miệng, là có thể miệng phun thiên hiến, nói sao làm vậy, vô luận trong lòng có vì sao ý tưởng, đều có thể thực hiện. Ha ha, hạ vị thần lực lượng thôi. Ta đỉnh cấp thời điểm, nhưng mà thiên đế cấp 9.
Bắc Minh Thiên Đế đạm như vậy cười nói, ở 5 tháng mài mòn cùng thực tế phép tắc rất nhiều hạn chế hạ, hắn hôm nay mượn dùng cho Diệp Thần lực lượng, đại khái là thần đạo cảnh tầng thứ nhất, bất quá những lực lượng này đều là giả, nhưng nếu là luân hồi chi chủ thi triển, vậy tất nhiên mạnh mẽ. Điểm này tu vi, cùng Bắc Minh Thiên Đế đỉnh cấp thời điểm, đó là tuyệt đối không thể so sánh. Hắn đỉnh cấp lúc đó, chính là Thiên Đế cấp 9, Thiên Đế tổ đình người khai sáng một trong, ngang dọc loạn kỷ nguyên, tay khoác thiên nghiêng vĩ đại tồn tại. Hạ vị thần lực lượng, cũng đủ rồi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, có hạ vị thần lực lượng, lại phối hợp hắn luân hồi huyết mạch, đủ tiêu diệt yến quy xào. Quang minh chi tâm, trắng đêm thế giới, chân thần mâu, phá. Yến quy xào mắt gặp Diệp Thần như vậy lợi hại, lập tức dẫn đầu xuất thủ, tay một chiêu, hội tụ trong thiên địa quang minh hơi thở, hóa thành một cán tuần trắng thánh khiết, quang vinh huy hoàng chiến mâu, hung hăng bay ném ra, bắn chết hướng Diệp Thần. Cái này cần chiến mâu, thuần túy là quang minh chi tâm năng lượng, hội tụ mà thành, nóng rực vô cùng, chói mắt đặc biệt. Yến quy xào cũng không phải là quang minh tín đồ, nhưng hắn thân là thần minh, quang minh chi tâm liền treo ở trên trời, hắn tự nhiên có cướp bóc quang minh hơi thở, hóa cho mình sử dụng thủ đoạn. Diệp Thần nguyên lấy là, yến quy xào là bóng tối tín đồ, võ đạo thần thông chắc cũng là hắc ám thuộc tính một loại, nào nghĩ tới hắn lại thi triển ra quang minh thuật pháp. Diệp Thần theo bản năng sửng sốt một tí, mà cứ như vậy sửng sốt một chút thời gian, yến quy xào quang minh chiến mâu, đã phá không giết tới, thần đạo cảnh quy luật quanh quẩn ở mũi dùi trên, hung hãn ác liệt. Không thể không nói, yến quy xào quả nhiên là lợi hại, cho dù là cuồng nộ căm hận giây phút, nhưng chiến đấu bản năng, vẫn là để cho hắn thời gian đầu tiên, liền thi triển ra nhất là ác liệt, nhất là nhằm vào Diệp Thần sát chiêu. Thần đạo cảnh chiến đấu. Chỉ cần có một cái sơ sót phân tâm, đó chính là có thể chết người. Vậy quang minh chiến mâu, giết trong chớp mắt đến Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần đã tới không kịp né tránh. Bắc Minh thôn thiên pháp, cho ta cắn nuốt. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần nhấc tay một cái, lòng bàn tay nổ lên một cái lỗ xoáy đen, thi triển ra Bắc Minh thôn thiên pháp, rất miễn cưỡng đem vậy quang minh chiến mâu, trực tiếp cắn nuốt. A, à, cái này quang minh chiến mâu phía trên. Mãnh liệt sát phạt hơi thở, thần đạo cảnh uy nghiêm, tựa như cùng là nổ núi lửa, Diệp Thần cưỡng ép chiếm đoạt, ngũ tạng lục phủ nhất thời bị kịch liệt quặn đau. Thằng nhóc, xem ra ngươi mộ đạo căn cơ, còn đặc biệt yếu ớt à, liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi sao. Cái loại này cấm thuật ta khuyên ngươi thiếu thi triển, đối mặt cường giả chân chính, hắn một chút dùng cũng không có. Chỉ sẽ kéo sập chính ngươi. Yến quy xào gặp Diệp Thần bộ dáng chật vật, trong lòng đại định. Nở nụ cười lạnh, chỉ lấy là Diệp Thần là mới vừa tấn thăng thần đạo cảnh, cho nên kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt chưa đủ, hắn tiện tay một chiêu, liền ép được Diệp Thần như vậy chật vật. Diệp Thần khẽ cắn răng, hắn đích xác là có chút khinh địch, bây giờ nhìn lại, có thể trở thành thần linh người, không có một cái là phiếm phiếm hạng người. Cái này yến quy xào, lại là không thể khinh thường. Suy, yến quy xào thừa thắng truy kích, sử dụng một chuôi hắc ám kiếm. Khua kiếm bổ hướng Diệp Thần. Diệp Thần đã mất tiên cơ, đành phải ngưng thần phòng thủ, chờ đợi phản kích thời cơ. Nhưng, yến quy xào rõ ràng không định cho Diệp Thần cơ hội. Hắn ý chí phát ra, đi theo hắn tới đây tất cả tử hồn điện cường giả, phân tán xem ra, từ bốn phương tám hướng ám sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời rơi vào hiểm cảnh, thế nhưng chút tử hồn điện cường giả, ra tay nhưng lại có cất giữ, để cho Diệp Thần có một chút thở dốc cơ hội. Diệp Thần phát hiện, những cái kia tử hồn điện cường giả, ánh mắt vô tình hay hữu ý nhìn toái tâm linh, trong mắt mang to lớn kiêng kỵ ý. Vậy toái tâm linh, Diệp Thần tuy không có dùng, thế nhưng chuông, nhưng vẫn giống như một đầu ngoan ngoãn khôn khéo sủng vật vậy, vây quanh ở Diệp Thần bên người, không có rời đi. Những cái kia tử hồn điện cường giả, đều sợ toái tâm linh hung uy, cho nên ra tay có giữ lại, ở đề phòng toái tâm linh. Chỉ có vậy yến quy xào. Là phát giống như điên, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, điên cuồng công kích Diệp Thần. Diệp Thần thừa nhận to lớn áp lực, trong lòng sinh ra một kế, bỗng nhiên tế động toái tâm linh, dữ tợn nói, các ngươi người nhiều khi dễ người ta thiếu, vậy xem ra ta chỉ có hiến tế toái tâm linh, mới có thủ thắng cơ hội. Nghe được Diệp Thần muốn hiến tế toái tâm linh, rất nhiều tử hồn điện cường giả, nhất thời kinh hãi, trong tay công kích động tác, toàn bộ ngừng lại. Yến quy xào cũng là sợ hãi kinh hãi, quát lên, ngươi dám.
hắn cái này một tí sợ hãi, gió lớn mau mưa vậy thế công, nhưng là xuất hiện buông lỏng. Tốt cơ hội. Hủy diệt chi kiếm, phá giết. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, nhìn chính xác cơ hội, lập tức một kiếm phản kích giết ra, bộc phát ra hủy diệt chi kiếm. Mới vừa hắn nói muốn hiến tế toái tâm linh, thật ra thì chỉ là lừa gạt, xem toái tâm linh cái loại này thần khí, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, căn bản không có thể hiến tế. Hắn chỉ là muốn lường gạt Yến Quy Sào, tìm kiếm phản kích cơ hội. Một kiếm này phản kích, Thiên Đế Ngũ Suy kiếm uy năng bùng nổ, cuồng bạo hủy diệt đợt khí, cuốn sạch toàn trường. Ở Bắc Minh Thiên Đế trợ lực hạ, Diệp Thần một chiêu này hủy diệt chi kiếm, lực sát thương cực kỳ khủng bố, kiếm khí vừa ra, thiên băng đất diệt, toàn bộ mờ tối bầu trời đêm cũng vỡ sụp xuống, lộ ra càng thâm thúy, càng hư vô hư không. Luân hồi chi chủ ngươi thật là to gan, ngươi lại dám gạt ta. Yến Quy Sào tức giận, rốt cuộc biết mình trúng kế. Hắn mắt xem Diệp Thần hủy diệt kiếm khí giết tới, vội vàng khua kiếm đón đỡ, thế nhưng cuồng bạo hủy diệt kiếm khí, hay là đem hắn giết được liên tiếp lui về phía sau, cả người quần áo tan vỡ không thiếu, lộ ra từng đạo dữ tợn kiếm tổn thương. Thần đạo cảnh quyết chiến, sống chết thắng bại ngay tại một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần nếu đã phản kích, cũng sẽ không lại cho Yến Quy Sào thở dốc cơ hội. Đối mặt loại cấp bậc này cường giả, hắn phải vận dụng hết thảy thủ đoạn, không lại chính là hắn chết. Cẩm Lý Thiên Phù, cho ta tiêu diệt. Một tiếng hét điên cuồng, Diệp Thần sử dụng Cẩm Lý Thiên Phù, nóng rực huy hoàng linh phù, ngàn vạn điều cá chép tách thả ra, khí tượng khoáng đạt, một bó cột sáng màu trắng, giống như là muốn xuyên qua thiên địa, từ Cẩm Lý Thiên Phù bộc phát ra, bắn thẳng về phía Yến Quy Sào lòng dạ. Cái này Cẩm Lý Thiên Phù là mạnh nhất quang thần tổ khí. Đối phó Yến Quy Sào cái loại này hắc ám ma tu, có to lớn khắc chế hiệu quả. Yến Quy Sào con người co rúm lại, hắn quanh thân tử hồn điện các cường giả, kịp phản ứng, động thân ngăn trở, muốn ngăn cản Cẩm Lý Thiên Phù trùm tia sáng. Nhưng, căn bản không dùng. Diệp Thần ở Bắc Minh Thiên Đế trợ lực hạ, bộc phát ra Cẩm Lý Thiên Phù uy lực, cường đại trước đó chưa từng có, trùm tia sáng xuyên qua đi ra ngoài, tất cả định chặn lại tử hồn điện các cường giả. Toàn bộ bị xuyên thấu, thân thể hóa thành cướp xám. Đáng chết! Quyết tử ma nhãn, cho ta mất đi! Yến Quy Sào mắt xem sạch trụ bắn chết tới, cảm thấy sâu đậm nguy hiểm, sống chết trước mắt, hắn bỗng nhiên mở quyết tử ma nhãn, bên trái con ngươi hiện ra từng đạo huyền ảo đường vân, tóe ra chết tai khí. Một cổ mãnh liệt khí tức tử vong, từ Yến Quy Sào ánh mắt thả ra. Diệp Thần Cẩm Lý Thiên Phù bạo bắn ra chùm tia sáng, trong nháy mắt liền phát ra rên rỉ. Trên không tán loạn vẫn diệt, bị Yến Quy Sào một cái ánh mắt phá giải. Đó là quyết tử ma nhãn. Yến Quy Sào quyết tử ma nhãn thần thông, đã tu luyện tới cấp thứ ba bước, ít nhất là tinh thông cấp, cũng có thể là đại sư cấp, thậm chí là tông sư cấp. Diệp Thần không nhìn thấu, chỉ cảm thấy vậy quyết tử ma nhãn uy năng, thập phần cường đại, dung hợp Yến Quy Sào tự thân mộ đạo quy luật, một cái ánh mắt, giống như là có thể quét diệt chư thiên. Làm Yến Quy Sào ánh mắt rơi vào Diệp Thần Cẩm Lý Thiên Phù thời điểm, Cẩm Lý Thiên Phù vậy huy hoàng ánh sáng trắng, cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống, pháp bảo này thật giống như tùy thời có thể chết đi. Quyết tử ma nhãn sao? Ta cũng có. Ha ha, mặc dù không quá nhớ dùng, nhưng muốn tiêu diệt ngươi cái này chân thần, ta cũng chỉ có thể bị buộc mở mắt. Liền để cho ngươi xem, cái gì gọi là chân chính quyết tử ma nhãn. Diệp Thần cũng không hoảng hốt. Khóe miệng thậm chí gợi lên một chút tàn nhẫn độ cong, hắn nhanh chóng đem Cẩm Lý Thiên Phù thu hồi, nơi có quang minh hơi thở, cũng thu liễm trở về. Ở trên người hắn, chỉ có bóng tối hơi thở, ở mãnh liệt nổ. Từng luồng ma khí, cuồng trào trên Diệp Thần ánh mắt. Hắn con mắt trái, ngay tức thì mở ra vô số phức tạp cổ xưa thần bí đường vân, chết sát khí từ trong đó truyền ra. Giờ khắc này, Diệp Thần vậy mở ra quyết tử ma nhãn. Hơn nữa còn là trạng thái tột cùng nhất. Yến Quy Sào quyết tử ma nhãn, uy năng thật ra thì đã thập phần cường đại, nhưng cùng Diệp Thần ánh mắt so sánh, vẫn là kém được xa. Diệp Thần quyết tử ma nhãn mở một cái, Yến Quy Sào bên người, tất cả tử hồn điện cường giả, trong nháy mắt liền hộc máu, sau đó con ngươi nổ tung, tim nổ tung, bắp thịt nổ tung, xương cốt nổ tung, trong nháy mắt nổ thành một đoàn đoàn mưa máu, đầy trời tung tóe, trong phút chốc vẫn diệt. Những cường giả này bên trong, không thiếu có cao cấp tiên đế tồn tại. Nhưng Diệp Thần quyết tử ma nhãn, quá mạnh mẽ, sát khí quá hung mãnh,
chỉ cần một cái ánh mắt, tiên đế trở xuống võ giả, đều là như con kiến hôi, liền hắn một cái ánh mắt cũng không tiếp nổi, thì phải lập tức bạo thể chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Ngươi ánh mắt? Yến Quy Sào nhìn người bên cạnh, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, tại chỗ sợ ngây người. Hắn hoàn toàn rung động, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần quyết tử ma nhãn, bộc phát ra tử vong sát khí, nồng nặc mênh mông, xâm nghiêm như địa ngục, tuyệt đối không chỉ là Yến Vũ Thần nói, chỉ có cấp 5 đơn giản như vậy. Ngươi luyện đến cấp thứ 9. Yến Quy Sào sợ hãi, đầu ông tác hưởng, một phiến chỗ trống, chỉ lấy là Diệp Thần đem quyết tử ma nhãn, tu luyện tới tột cùng nhất cấp thứ 9. Hắn nhưng nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần con mắt này, là chân thực tồn tại, cũng không phải là thần thông gì, nếu như cứng rắn nếu bàn về phẩm cấp nói, vậy đã vượt qua cấp 9, là siêu phẩm tồn tại. Yến Quy Sào dưới sự kinh hoàng, tại chỗ liền cho Diệp Thần quỳ xuống, liền dập đầu nói. Luân hồi chi chủ, ta sai rồi, ta sai. Ngươi là nghịch thiên nhân vật lớn, ngươi có thể đem quyết tử ma nhãn, tu luyện tới cấp thứ 9, là dị bẩm thiên phú tồn tại. Hồn thiên đế lớn người chọn ngươi, vậy thì thật là lại sáng suốt bất quá. Tiểu nhân đi về sau cuộc đời còn lại, nguyện thề chết theo. Chính hắn chính là tu luyện quyết tử ma nhãn, biết rõ môn thần thông này khó khăn, Diệp Thần lại có thể luyện đến cấp thứ 9, ở hắn tâm lý, đó đã là cao nhất chủ thần vậy tồn tại, không phải hắn có thể ngửa mặt trông lên. Diệp Thần gặp Yến Quy Sào lại có thể quỳ xuống đất thần phục, ngược lại là lớn hơn dự liệu, nhưng hắn trong lòng cũng không có bất kỳ tha thứ ý, cười lạnh nói. Xin lỗi, có người kêu ta muốn mạng ngươi. Hơn nữa, ta cũng muốn xem, ta quyết tử ma nhãn, có thể hay không nghiền diệt xem ngươi như vậy tồn tại. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần chính là không nói nhảm nữa, quyết tử ma nhãn sát khí dâng trào, một cổ to lớn tử vong uy áp, bao phủ đến Yến Quy Sào trên mình. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Yến Quy Sào thân thể các nơi, truyền ra từng trận bạo liệt thanh âm, bắp thịt xương cốt, ánh mắt đầu lâu, ngũ tạng lục phủ, ở trong nháy mắt nổ, cả người tại chỗ hóa thành mưa máu, bão tố tràn ra đi, linh hồn và nơi có thời gian tuyến, cũng đi theo cùng vẫn diệt. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Quyết tử ma nhãn quả nhiên mạnh mẽ, hắn một cái ánh mắt, liền đem tâm thần sắp treo Yến Quy Sào tiêu diệt. Tuy nói cái này sau lưng, là mượn Bắc Minh Thiên Đế lực lượng cùng với Yến Quy Sào đạo tâm sắp treo, nhưng bất kể như thế nào, quyết tử ma nhãn uy lực, cũng để cho Diệp Thần vô cùng hài lòng. Sau này thật tốt lớn mạnh cái này ánh mắt, tương lai nói không chừng, hắn có thể một cái ánh mắt, liền tiêu diệt Vũ Hoàng Cổ Đế. Bất quá lần này Yến Quy Sào bị quyết tử ma nhãn tiêu diệt, rất lớn một phần chia nguyên nhân ở chỗ người sau đã buông tha. Đến cấp bậc này cường giả. Một khi buông tha phản kháng dự định, liền nhất định là tử vong. Theo Yến Quy Sào chết đi, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, cái này phiến tử hồn điện hắc ám khí, tiêu tán rất nhiều. Hu hu hu, phương xa truyền đến trống trận và kèn hiệu thanh âm. Những thanh âm kia, là từ tử hồn điện phương hướng truyền ra. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, cũng biết là quang minh thần điện, thừa dịp Yến Quy Sào và nhóm lớn tử hồn điện cường giả đi ra ngoài. Tập kích tử hồn điện. Hôm nay tử hồn điện, đã bị quang minh thần điện công hãm. Luân hồi chi chủ, mời đi theo tụ họp một chút. Quang minh pháp vương thanh âm, xa xa từ tử hồn điện phương hướng truyền tới. Diệp Thần trong lòng vui mừng, liền ngự hướng gió trước tử hồn điện bay đi. Nhưng mới vừa bay ra không bao lâu, Diệp Thần liền rên lên một tiếng, thiếu chút nữa từ không trung té xuống đi. Nhưng là Bắc Minh Thiên Đế lực lượng. Từ trên người hắn thối lui, để cho hắn kinh mạch ngay tức thì rơi vào trống rỗng, mới vừa mở quyết tử ma nhãn tác dụng phụ, giờ phút này vậy kịch liệt phát tác, con mắt trái vô cùng đau đớn. Diệp Thần sờ một cái mình gò má bên trái, thậm chí phát hiện có một cái máu nước mắt rơi xuống. Mộ chủ, cái này quyết tử ma nhãn, sau này vẫn là không nên tùy tiện sử dụng, tiêu hao quá lớn, chú ý biến thành người mù, thậm chí sẽ bị hắn nắm trong tay, giống như cái xác biết đi. Bắc Minh Thiên Đế nhắc nhở, thanh âm cũng có chút yếu ớt. Mới vừa hắn mượn lực cho Diệp Thần, tự thân tiêu hao vậy là đặc biệt to lớn. Ừ, ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Thần nói, tuy nói trận chiến này tiêu hao to lớn, nhưng có thể đánh chết Yến Quy Sào, hết thảy đều đáng giá. Mộ chủ, ta muốn nghỉ ngơi trước,
trận chiến này, ta tiêu hao to lớn, ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng thời gian, cái tháng này, người bảo trọng mình. Bắc Minh Thiên Đế nói xong, thần hồn liền ẩn nhập mộ bia bên trong, tạm thời lâm vào trạng thái ngủ say. Diệp Thần trong đầu nghĩ lấy mình thực lực, coi như không có Bắc Minh Thiên Đế lá bài tẩy này, vậy đủ đối phó bất ngờ, lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng Tử Hồn Điện phương hướng bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần bay đến Tử Hồn Điện, chỉ gặp toàn bộ Tử Hồn Điện, hiện đầy quang minh. Quang Minh Thần Điện rất nhiều cường giả, đã khống chế chỗ này, Hồn Thiên Đế pho tượng bị đẩy ngã, Quang Minh Pháp Vương và Thu Tinh Thần, đang đứng ở sụp đổ pho tượng trên, chân đạp Hồn Thiên Đế pho tượng đầu, chí đắc ý đầy. Vốn là già nua hư hại Quang Minh Pháp Vương, giờ phút này cũng là thần thái sáng láng, thật giống như lập tức trẻ rất nhiều. Thậm chí, hắn đem Quang Minh Chi Tâm, vậy treo ở Tử Hồn Điện bầu trời. Quang Minh Chi Tâm, giống như là một viên sáng long lanh thủy tinh, thần quang vạn nặng, thánh khiết vinh dự ánh sáng, bao phủ toàn bộ Tử Hồn Điện, để cho được ngày xưa hắc ám động lại Tử Hồn Điện, hôm nay cũng thay đổi được thần thánh đứng lên. Hồn Thiên Đế sụp đổ pho tượng, là bằng đá điêu khắc, giờ khắc này ở vậy Quang Minh Chi Tâm chiếu rọi xuống, lại có thể như bùn nát vậy dần dần đổi được xốp, từ bên trong toát ra hôi thối con giòi, vặn vẹo con rít, sình sệt mủ vân. Vân bẩn thỉu đồ. Rồi sau đó những thứ này bẩn thỉu đồ, ở Quang Minh Chi Tâm chiếu rọi xuống, suy suy vang dội, hóa thành khói trắng tiêu tán. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên là thực lực cường đại và khí vận vô địch, lại thật lấy sức một mình, đánh chết Yến Quy Sào, nghịch phạt thần minh, thật là không tưởng tượng nổi. Quang Minh Pháp Vương sải bước đi lên tới, kích động mừng rỡ hướng Diệp Thần chắp tay, cúi người bái tạ, thái độ đặc biệt cung kính. Diệp Thần vội vàng đem hắn đỡ, nói, hơi hết sức miên mỏng lực, cuối cùng không để cho tiền bối thất vọng. Thu Tinh Thần nói, Diệp đại ca, ngươi thật là thật lợi hại, sư phụ ta mới vừa nói kêu ta bái ngươi làm thầy, mời nhận ta một bái. Lập tức liền muốn hướng Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần khoát tay, một cổ nhu lực nâng Thu Tinh Thần, cười nói, ngươi sư phụ quá khách khí. Quang Minh Pháp Vương cười nói, luân hồi chi chủ, ta sẽ tuân thủ lời hứa, cái này Quang Minh Chi Tâm, ngươi có thể mang đi. Hắn chỉ bầu trời Quang Minh Chi Tâm, ánh mắt lại có chút mê ly, nói. Thật ra thì lão tổ cũng đã nói, viên này Quang Minh Chi Tâm, chỉ là bán thành phẩm, là hắn tiếc nuối. Hắn nói tương lai có một ngày, người có thể sẽ hạ xuống, đem viên này Quang Minh Chi Tâm mang đi, hơn nữa chế tạo hoàn mỹ. Đây là vĩ đại nhất tác phẩm, đem sẽ ở trong tay ngươi hoàn thành. Hắn trong miệng lão tổ, dĩ nhiên chính là Quang Thần Thiên Tôn ý chí hóa thân, cũng là ngày xưa Quang Minh Thần Điện lão điện chủ. Diệp Thần ngẩn ra, nói tiền bối, ý ngươi là. Quang Minh Pháp Vương khẽ mỉm cười, nói ta ý là, ngươi có thể trực tiếp mang đi Quang Minh Chi Tâm, sau này không cần trả lại. Ta tin tưởng, lấy ngươi thực lực, tương lai nhất định có thể đem nó chế tạo hoàn mỹ, sẽ không lại có bất kỳ thiếu sót. Nếu như Quang Minh Chi Tâm, có thể hoàn mỹ tạo ra nói, có lẽ có thể chiếu lượng đi tinh không bờ bên kia đường, chúc ngươi may mắn, luân hồi chi chủ. Diệp Thần ngẩn ngơ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy, chiếu lượng đi tinh không bờ bên kia đường. Hắn híp mắt, đánh giá trên bầu trời Quang Minh Chi Tâm, có thể rõ ràng cảm nhận được, Quang Thần Thiên Tôn bơm vào ở trong đó mãnh liệt ý chí. Ngoài ra, còn có Nguyên Thiên Đế ý chí. Xem ra Nguyên Thiên Đế, vậy từng tham dự qua Quang Minh Chi Tâm chế tạo, nhưng không có thành công. Cái loại này thần vật, ở Quang Thần Thiên Tôn ý nghĩ bên trong, là có thể chiếu lượng tinh không bờ bên kia. Cái này ý nghĩ, quá mức ly kỳ, rất khó thực hiện. Cuối cùng có thể chế tạo ra một cái rưỡi thành phẩm đi ra, đã là nghịch thiên cử chỉ. Diệp Thần lập tức liền đem Quang Minh Chi Tâm, hái xuống. Viên này Quang Minh Chi Tâm, thật giống như có linh tính vậy, đối Diệp Thần không có chút nào kháng cự, rất ngoan ngoãn nằm ở Diệp Thần trong lòng bàn tay, vậy nhức mắt Quang Minh thu liếm, đổi được nhu hòa rất nhiều. Nguyên viên Quang Minh Chi Tâm, giống như là thủy tinh chế tạo. Trong suốt trong sáng, mà theo Diệp Thần tháo xuống Quang Minh Chi Tâm, toàn bộ Tử Hồn giới, ánh sáng nhanh chóng tiêu tán đi, đổi được mờ tối, rồi sau đó từ mờ tối biến thành đen nhánh, từ đen nhánh biến thành vô cùng đêm, cả thế giới thật giống như chết. Tử Hồn giới rất nhiều các võ giả, sớm cảm nhận được Quang Minh Pháp Vương ý chí, biết Quang Minh Pháp Vương, phải đem Quang Minh Chi Tâm, tặng cho Diệp Thần. Nhưng, khi bọn hắn thấy cả thế giới,
rơi vào hắc ám sau đó, vẫn là không nhịn được phát ra từng cơn kêu lên và xôn xao thanh âm. Tiền bối, ta lấy đi quang minh chi tâm, để cho tử hồn giới lần nữa rơi vào hắc ám, đây chính là thật to lỗi. Diệp thần suy nghĩ một chút, điều động trong cơ thể liệt nhật mệnh tinh năng lượng, tại lòng bàn tay bên trong thả ra một vòng tiểu thái dương, nói, như vậy đi, ta dứt bỏ ta liệt nhật mệnh tinh bộ phận lực lượng, cũng có thể chiếu sáng giới này. Quang minh pháp phương thấy vậy, đại hỉ cảm kích, nói, đa tạ luân hồi chi chủ, ta vốn còn muốn hiến tế một ít tín đồ, khẩn cầu quang thần thiên tôn rơi xuống thần quang, hôm nay có ngươi ra tay, vậy thì miễn đi rất nhiều máu tanh. Dừng một chút, quang minh pháp phương lại nói, ngươi tốt nhất ở chỗ này ở tạm một ngày, trước luyện hóa quang minh chi tâm, sẽ rời đi cũng không muộn, nếu là luyện hóa trên đường, ra ngoài ý muốn gì, ta cũng tốt phối hợp. Diệp thần gật gật đầu nói, giữa lúc như vậy. Lập tức, Diệp thần liền cầm trong tay tiểu thái dương, treo đến bầu trời bên trong, làm cho cả tử hồn giới, lần nữa khôi phục quang minh. Chỉ cần hắn không chết, viên này tiểu thái dương, là có thể một mực lượng đi xuống. Sự việc giải quyết thỏa đáng, Diệp thần ở quang minh pháp phương dưới sự an bài, tiến vào tử hồn điện một cái phòng tu luyện bên trong, tĩnh tâm bắt đầu luyện hóa quang minh chi tâm. Từ hắn bước vào tử hồn giới, đến bắt được quang minh chi tâm, trước sau vậy liền đi qua một ngày, còn chưa tới tam vĩ nói ba ngày cực hạn. Tuy chỉ qua một ngày, nhưng Diệp thần mơ hồ tới giữa, cũng có thể cảm giác được, ngoại giới tử hoàng tiên cung, truyền tới từng cơn tai biến hơi thở. Muốn đến vậy hắc ám tai biến, đã hạ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 475.